Hello, xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ chơi 8 game trên iPad nha. Nào, chúng ta cùng vào game đầu tiên, Paco Forever. Này chúng ta sẽ bị cảnh sát đuổi. Bắt đầu luôn nào. Úi giời ơi, cảnh sát này. Đuổi làm sao được mà đuổi. Chúng ta phải chạy né những cái cây ra. Mình vừa ăn được cái gì? Ấy à. Ui nhiều vậy, thật không thể tin nổi các bạn ạ. Em quay hẳn một vòng luôn, quét hết bùm. Ai dồi, cái chiếc xe này đi kinh quá, mọi người sao nữa. Nó chạy ở trong một cái bãi đỗ xe rồi đây. Ui đâm vào cái cây này cũng chết thì chịu rồi. Thì gọi game này quá khó luôn. Đúng là khó. Trôi rồi. Chạy xa lên đây luôn. Mình đã đánh võng được đoạn khá dài rồi. Rất nhiều chiếc xe. Ôi, toán đâm một cây thôi các bạn ạ. Chán quá. Trời ơi, cua rồi. Mình sẽ đi lên đường với nó nhau. Lặng lách đánh võng có vẻ như đây là một tội phạm nguy hiểm nên mấy quả xe kia khô máu luôn. Oh no, thôi mình sẽ chuyển sang game khác đi. Tiếp theo là một game dốc dốc vàng hay là dốc gì đó, dốc đồ ăn lên này. Đó chúng ta đổ mắc vào đây là được. Ba sao mở quài chúng ta phải cần mẹ nhé các tiếp nào. Đây là đồ, đây gọi là cái gì nhỉ, ngũ cốc đó. Đó, đây ngũ cốc, đồ ngũ cốc bát kèm sữa hay là xúc ăn phải gọi ngon tuyệt vời. Ồ vàng luôn, đợi ra là ăn vàng đây. Nào tiếp theo là giống như thạch vậy, rắc lên chiếc bánh mì để ăn. Ui nhiều thế. Tiếp theo là món gì đây, mật ong à, giống như mật ong vậy đó, nhưng mà nó lại thành cục cục. Mình nghĩ đấy là thạch thôi, hay là một món bơ gì đó. Tuyệt vời, nên một tím tím à, nho à. Thế nào, đến lần này là món cũng là kiểu như thạch đấy không. View view view, chúng ta chỉ cần rắc đầy là được. Uầy, mở ba thứ luôn, ba hộp quà được, ít tiền, không xinh như cho lắm nhỉ. Chúng ta có 2.007 tiền rồi. Đây là món gì đây, kinh quá, cứ trẻ con à. Tiếp là mình sẽ rắc một món nữa. Ui vàng, còn đại gia rồi. Món này nhớ đại gia đấy các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển game khác nha. Đó chính là game On Pipe. Một game tuốt đồ vật, không biết gọi là gì nữa. Mình chỉ biết tuốt những thứ kia để làm nước thôi.
không biết là chúng ta tốt gì. Đây giống như kiểu là gạch đá. Rồi đầy cốc thì chúng ta sẽ ở về đây nha. Đó, mỗi lần chúng ta đổ một tí vào. Đây, cái này giống như ngô. Xoay. Nhận được một chiếc búa. Wow, về đây rồi. Cứ tuốt đấy đấy, chúng ta sẽ được về đi. Và đổ cái cốc nước đó vào đây. Ui, vỡ luôn. Lại là đây là cỏ à? Đích thị là cỏ rồi. Đó, hết sạch thời gian. Piu. Đầy cốc thì chúng ta sẽ về đích. Đó, đổi đầy hũ này mình sẽ nhận tiền à. 177 vàng. Ngọt. Tiếp theo, tuốt tiền à. Được của nó nha. Đầy chưa vậy? Đây, nó là này, chắc là đầy. Đó, đầy rồi. Ui dồi ôi. Về đích đến nơi rồi mà. Rồi về đích nhau ạ. Chúng ta cứ tuốt đầy là chúng ta sẽ làm về đích. Đó, lại đổ vào cái hũ này. Rồi mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Một game đại chiến giữa các nước. Và xem đội quân chiến binh của chúng ta như thế nào. Ôi, từ mở dương này. Mở nào. Piu, một chiếc thẻ tướng gì. Anh hùng mới. Cái gì? Nhà giả kim à. Tạm được nha anh em. Mình không có một cây miễn phí à. Cười à. Mua nó đi không. 27k. Có thể thông thường. Rất nhiều, những cái xịn các bạn, nhưng mà lại đắt tiền quá. Nào mình sẽ đi chiến đấu thôi. Đấu nhỉ, vừa mình mới mở ra anh hùng gì nhỉ. Rồi anh hùng là kim gì đó mà. Điều tra viên rồi. Thánh kiếm. Mình nhớ mình mời được cái gì giả kim ấy mà nhỉ. Thôi à, chiến rồi. Búp lên em xôi nào. Cho mấy thằng đằng sau móc vụt. Tiếp. Nhận được 1.007 vàng nữa. Có vẻ như không xi nhê lắm các bạn nhỉ. Chúng ta sẽ mình sẽ đi chiếm lãnh thổ nhá. Thông thường chiến đấu với đội quân này thì mình sẽ win dễ dàng thôi. Đội quân chúng ta khá là khỏe. Tiếp bằng 18 luôn. Đấu ở đây có vẻ nhiều tiền phết. Cho mấy thằng móc bên trong nhỉ. Úi dồi ôi, mấy ông móc bên trong tuyệt vời. Đội cung thủ nò thủ của mình bắn được rồi. Quá chuẩn. Ui, có mấy ông móc bên trong kìa. Bọn đấy là đủ vụt rồi. Em xông lên. Viu, 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 viu. Bút lên nào. Bút giáp để xông lên nào. Xong luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Bọn nó cũng có phát dư lửa. Nhưng mà làm sao bằng phát dư lửa của mình. Phát dư lửa của mình toàn 3 sao thôi. Tiếp. Tướng quân này, đại tướng quân được búp lên thì gọi là châu điên tuyệt đối luôn ấy. Mình sẽ thử thôi.
có một đội lính thường nào trên đó mà. Ui chưa kịp làm gì còn mở tiếp à, ba thẻ luôn. Ui được của nó. Tiêu rồi, thường gặp à, không biết rồi về bảo vệ sát còn này bộ binh coi nhỉ, vừa mình mở được một thằng gì ấy mà còn cứ chiến cái đó là tính. Đây 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 thằng ơi, thằng ấy ném ném cái gì ở đấy, một thử thách nữa à, thằng này Holy Warlock này, này vừa mình mới mở được. Úi rồi cho mấy thằng móc bên trong vụt vụt mấy thằng cung. Chiến thuật của mình là cho bọn móc để vụt mấy thằng bắn cung nha. Wow chiến đấu nào, bắn boss à, boss à, boss có làm ăn được gì không ơi. Queen. Rồi chúng ta đã về trang chủ. Chiến đấu ở đây. Ở đây mà cho móc mà. Mấy trăm thằng này khỏe thế đấy. Mở tiếp hiếm sát thủ me tốt, chúng ta vừa mở một sát thủ me nha. Piu 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 một gia đình nào, mình sẽ làm nốt những nhiệm vụ này, chiến đấu 15 lần rồi đây. Mười bốn lần rồi, một lần nữa rồi là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh em tiến lên. Vật giữa đời, ui nó có sát thủ me. Chúng ta có thành kiếm quẩy vỡ vỡ đội hình đối phương kia này. Hoàn thành nhiệm vụ này. Đó, nhiệm vụ ở chỗ khác đây này. Đó, hết. Thôi, mình sẽ chuyển đến game tiếp theo nha. Đó chính là game Love Bad. Love Bad. Đi tiếp màn này. Oh. Úi ôi ôi, chuẩn. Nói là đẳng cấp. Khó đấy nhỉ. Ui tuyệt. Thế nào, ui lại đi. Ừ, không được. Oh no. Không được các bạn ạ. Mà này. Ui mà này khó lắm. Nhưng mà chỉ có 2 sao thôi mà cũng được rồi. Nhầm nhầm nhầm. Lại là ai? Nhầm đấy mà. Đó, đơn giản.
mấy sao đây, 3 sao. Rồi tiếp theo mình sẽ đùn vào gió. Ui rồi, mình sẽ chuyển game nha. Tiếp theo đó là game cốt tiên này. Xời, áo hồng cười răng rất trắng luôn á. Bao giờ bờ chúng ta tập trung ăn hết tím 15 cái tím xong nè, tiếp theo một đỏ bùm một đỏ, lại tập trung ăn màu đỏ thôi, bắn bắn bàn. Tiếp theo phá vỡ hết cái này rồi, xong hết luôn, quá khủng. Đâu là xong rồi, mình sẽ chuyển đến game tiếp theo. Switching EO. Rồi nào. Ui, đâm vào đấy cũng chết luôn. À, đời rồi. Nào. Let's go, chúng ta sẽ giết thằng này. Láo nháo là cho ăn cháo nha. Ăn này phóng ngay nữa. Thằng này vừa bị gục xong, không biết hay đánh bại thằng đấy không biết. To phết rồi. Con nhộng ở đây. Con nhộng này. Ui. Con nhộng này. Được quay này. Được cái gì không? Skip. 2.917 vàng. Đây là 100 gì đây. Tập tục continue. Bắt đầu nào. Đó, chúng ta sẽ tạo vùng đất cho mình ở đây. Ăn nó tí này. Ôi giời. Rồi mình sẽ chuyển đến game tiếp theo nào. Đó chính là game Tom Hero. Rồi mình đang chơi nhân vật Hero Angela. Chú mèo Zinger của chúng ta đã bị bắt rồi, mình phải đuổi theo nha. Đấm nó. Dám lộng hành ở đây à? Đây rồi, chú Hành đang bị một con chồn to ôm. Đấm luôn. Đó, Hành đã giúp mình đánh bại con quái vật to này. Và dẹp đường cho mình đi nha. Đây, con này nó cầm cả mũi khoan này đấy, nó phá đường à. À, cầm cả cái thông cống luôn. Mình sẽ vào một cánh cửa thần kỳ nha. Và đến một hòn đảo dừa đó. Bờ biển dừa luôn. Xoạc. Đây, con to này. Con to phải đấm hai phát bay vào nó đi. Con chồn này. Ôi dồi, mấy con cầm gậy bóng chày quay như tiêu thân luôn. Rồi mình ăn được một cái nấm châm, nó sẽ tự vui vàng, chúng ta không cần phải chạy đi ăn nữa. Ôi dồi, càng ngày càng nhiều mấy con chồn này, bài lộng hành kinh đó. Léo à.
Ồ, gặp vào con trồn màu đỏ luôn. Giờ mình đã chạy đến bờ biển nha, với bãi cát trắng rất là đẹp. Đây, lại gặp một con trồn to này. To nhưng không ăn thua à. Chúng ta dùng mấy lượng long cước cũng gục thôi. Đúng rồi. Ôi không, mình đã bị đập vào cái rào chắn ở đây và không vượt qua được. 49.000 điểm. Ồ, được nhận được một hộp quà luôn. Và có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây rồi. Chào tất cả các bạn nhé.